Các bạn ơi, lấy vở này. Nói tiếp về phương trình mặt phẳng. Nào, hôm trước mình có viết khá nhiều dạng rồi. Tuy nhiên bây giờ trước hết thì mình sẽ tập trung mình nói một số cái bài liên quan đến phương trình mặt chắn, phương trình đoạn chắn đấy. Nha. Đây sẽ tập trung nó về cái phương trình mặt chắn hay là đoạn chắn là cách gọi thôi. Thế thì cách viết là như nào? Chẳng hạn mặt phẳng P nhá, đi qua các điểm này A, tọa độ là A 0 0, B tọa độ là 0 B 0, C tọa độ là 0 0 C. Được chưa? Nếu đi qua các điểm này thì suy ra P nó sẽ có phương trình x trên a, y trên b, z trên c bằng 1 nhá. Đó, lưu ý nhá, lưu ý về cái phương trình này. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm bài thử bài tập số 3, bài số 1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A tọa độ là 1 0 0, B tọa độ là 0 2 0, điểm C tọa độ là 0 0 3. Đó thì rõ ràng là với câu này ta viết được ngay, đúng nào? Ta viết được một phát luôn mặt phẳng ABC trường hợp này sẽ có phương trình là gì? X trên 1 cộng với y trên trừ 2 cộng với z trên 3 bằng 1. Nếu đề bài để dạng này thì ok, tìm phương án này mà chọn. Tuy nhiên sẽ có một số bài nó không để dạng này đâu, mà người ta sẽ tìm cách người ta biến đổi về cái dạng phương trình tổng quát của cái mặt phẳng này. Được chưa? Thế thì chúng ta cần biến đổi một chút nữa. Nha, mình sẽ thấy là mặt phẳng ABC của mình sẽ trở thành cái dạng gì đây. Các bạn quy đồng lên. Quy đồng lên mẫu chung là trừ 6 thầy nhá. Như vậy thằng thứ nhất là nhân với 3. 3x này. À đâu, sorry. Thằng thứ nhất nhân với lại trừ 6 chứ. Trừ 6x. Thằng thứ hai nhân với 3. Và thằng thứ ba nhân với lại âm 2. Tức là trừ 2z. Tất cả chia cho trừ 6. 1. Đấy, vậy tương đương là ABC của ta, bạn tích chéo đi. ABC tích chéo này. Vậy là trừ 6x cộng 3y trừ 2z bằng trừ 6. Hay là chúng ta chuyển vế đi. Bạn chuyển hết ra vế phải cho hệ số ở x nó dương. 6x này trừ 3y cộng 2z trừ 6 bằng 0. Được chưa? Đấy, thì là một là có thể để nguyên là dạng phương trình mặt chắn này, hai là chúng ta đưa về là dạng gì, phương trình tổng quát nhá. Thì bởi vì bây giờ thi trắc nghiệm nên là chắc chắn các bạn phải biết cách mà chuyển đổi về, được chưa? Tự quy đồng lên là nó ra thôi. Đó là bài đầu tiên, bài số 1. Bài số 2 này, cho điểm M tọa độ là 1, 2, 3. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của M xuống các cái trục OX, OY, OZ. Yêu cầu là viết phương trình của cái mặt phẳng ABC. Nha. Viết phương trình mặt phẳng ABC trong trường hợp này. Thế bây giờ trước khi viết thì mình nhớ cách làm cái cách tìm hình chiếu nhá. Chẳng hạn điểm M tọa độ XYZ. Thì giờ tôi muốn tìm hình chiếu
xuống các đối tượng, thì xuống các trục hay xuống các mặt nhá. Ví dụ xuống trục OX này, thì nhớ nguyên tắc về hình chiếu, thì chiếu xuống cái gì? Chiếu xuống gì thì giữ lại. Đấy, còn cái khác nhá thì cho bằng không. Nha, chiếu xuống cái gì thì giữ cái đó lại. Ví dụ chiếu xuống X thì giữ X lại. Còn cái khác cho bằng bằng không. Đấy, như vậy điểm ở đây chúng ta sẽ tọa độ là gì đây? X giữ lại tức là gì? X 0 0. Ok chưa? Tương tự chiếu xuống OY và chiếu xuống OZ. Đây sẽ là 0 Y 0. Đấy sẽ là gì? 0 0 Z. Đây là chiếu xuống ba trục. Ngoài ra nó còn chiếu xuống các mặt nữa, ba mặt. OX Y giữ X Y lại. Như vậy là X Y 0, Z không thấy đâu mà. OY Z thì được là 0 Y Z và OX Z được là gì đấy? X 0 Z. Nha. Thì đấy là về hình chiếu. Ok chưa? Đấy là về hình chiếu. Nhớ là chiếu xuống cái gì giữ cái đó lại. Cái khác thì cho bằng không. Nha. Đấy, ai quên này, hôm trước mình đã ghi cái này rồi đấy. À nhưng mà thôi cứ ghi lại cho chắc. Giờ các bạn quên thì chúng ta nhắc lại là mình nhớ lại luôn. Nào, bây giờ M ABC là hình chiếu của M xuống các trục X OZ. Như vậy thì mình sẽ thấy ngay điểm A của ta này. Chiếu xuống X là giữ X lại không? Là 100. Đấy, B tọa độ là 020. C tọa độ là 003. Đấy, thì từ đây viết ngay được gì? Phương trình ABC, phương trình đoạn chắn rồi. X trên 1. X trên 1. Cộng Y trên 2. Cộng với Z trên 3. Bằng 1. Hay là nếu các bạn thích quy đồng lên mà ra là 6X. Cộng 3Y. Cộng 2Z. Bằng 6 thì là trừ 6 bằng 0 nhá. Đấy. Là các em có thể viết một trong hai dạng tùy các bạn. Đấy. Như trắc nghiệm thì chắc chắn là người ta thích hỏi gì đã hỏi rồi. Đấy, tự luận thì mình để dạng nào cũng được, cũng đúng thôi. Đấy, hai dạng này đều đúng nhá. Được chưa các bạn? Các bạn hiểu cái câu này rồi giơ tay nào. Các bạn áp dụng có thể một chút này. Cho điểm M nha, thầy cho tọa độ khác nha. Lấy điểm M khác, lấy điểm M khác. Điểm M của chúng ta sẽ tọa độ là -3, -24 và ABC là lượt là lấy hình chiếu. Viết phương trình mặt phẳng ABC. Viết đi các em. Viết luôn là vở nha. Nào, câu này kết quả nhanh nhá. X trên trừ 3 này. Cộng với Y trên 2. Với Z trên 4. Bằng 1. Nếu mình quy đồng lên thì mẫu chung ở đây mình chỉ thấy là trừ 12 thôi. Chưa? Đấy là mẫu chung là trừ 12. Vậy thì thằng này nhân với lại 4. 4X này. Thằng này nhân với lại trừ 6. Trừ 6Y. Thằng này nhân với lại trừ 3. Hay là mình nhân chéo chuyển vế. Còn trừ 12 vậy là cộng 12 bằng 0 à. Được chưa? Dấu má chuẩn cho thầy nhá. Nhầm dấu đấy các bạn ạ. Tại vì mình vừa nhân chéo mình vừa chuyển vế mà. Đấy, có một chút số âm và là rất là dễ nguy, rất là dễ bị sai. Cẩn thận. Nào, câu này xong nhá, bài 2 ok. Bài 2 xong. Bài 3.
cho điểm M tọa độ là 1, 2, 5. Mặt phẳng P đi qua M. Đấy, và cắt các cái trục OX, OY, OZ lần lượt tại A, B, C sao cho M là trực tâm của cái tam giác ABC này. Nha, M là trực tâm của tam giác ABC. Nào. Yêu cầu là đây là tìm hay là viết cái phương trình mặt phẳng P. Thì đây là ra nó là một cái bài toán tổng quát các bạn ạ. Nhá, bài này là bài tổng quát. Đó là khi mà mặt phẳng đi qua một điểm, cắt các trục tại các điểm ABC đấy. Nhá, bài này tổng quát luôn này. Bây giờ mình đi mình chứng minh bài toán tổng quát luôn. Trước hết các bạn vẽ cái hình nhá. À, chúng ta cùng vẽ cái hình cái bài này ra để mình dễ hình dung. Đấy, vẽ các cái vẽ mặt phẳng tọa độ ra nhá. Ba chục đây. Thì ta sẽ vẽ cái mặt đấy đấy ra. Đây. Mặt phẳng. Chưa. Ô nha. X này, Y này, Z này. Thế vậy thì các điểm mà chúng ta có này, đây là điểm A này, đây là điểm B này, đây là điểm C này. Và cái mặt phẳng này nó đi qua một điểm ở đây là điểm M. Bây giờ chúng ta cứ vẽ ra nhá, chẳng hạn đây. Vì nó là trực tâm nên là tạm tôi vẽ như này đi. Đấy, ví dụ thứ ba này là ba đường cao nhá, thì tôi cứ vẽ hai đường cao thì cho nó đỡ rối. Đã nhiều quá và đến lại rối hình, không nhìn được gì cả. Thì đây chính là địa điểm M này. Thì đây chính là M nhá. Là trực tâm. Là trực tâm của cái tam giác ABC. Đấy, ok chưa? Đấy, D3 và M là trực tâm. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy như này này. Vì M là trực tâm. Của cái tam giác ABC dẫn đến ba cái đường là AM, BM, CM là ba đường cao, đúng không? Như vậy là AM thì có góc với BC. Đấy, BM thì có góc với AC. CM thì có góc với AB. Ok chưa? Đấy, đây là ba cái ý đầu tiên tôi thấy được ngay. Từ xem có phải đặt thêm đỉnh nha. Rồi, các bạn để ý này, vì ở đây là ba cái trục của mình, OX, OY, OZ là nó đôi một vuông góc. Thế bạn đã công nhận là ví dụ trong trường hợp này là OC ấy, nó vuông góc với OA, OC cũng vuông góc với OB. Vậy có phải là OC vuông góc với mặt phẳng là OAB không? Đấy mà OC vuông góc OAB thì suy ra là OC vuông góc OA đi, à vuông góc với AAB đi, OC vuông góc AB. Mà theo như trên đây nhá, thì mình có cái đường CM vuông góc AB. Này các bạn nhìn này, tức là AM của mình vừa vuông với OC, vừa vuông với CM nhá. AB này, cái đường AB là vừa vuông với OC, vừa vuông với CM. Thế từ đây ta suy ra được là AB của ta vuông góc với cái mặt phẳng thứ hai thằng này là mặt phẳng OCM. Mà khi vuông với OCM thì suy ra là cái AB của em sẽ vuông góc với OM. AB vuông với OM. Đấy, tôi đánh cái này là 1.
Rồi xuống ý tiếp theo. Tôi làm tương tự như kiểu ở bên đây nha, tôi làm tương tự kiểu như bên này. Bây giờ tôi sẽ có là giờ dùng cái BM này này. Giờ tôi lại có OB vuông với OA, OB vuông với OC. Bây giờ là OB vuông góc mặt phẳng là OAC. Hay là OB sẽ vuông góc với AC. Được chưa? Mà theo như ở bên trên ấy thì AC để vuông với BM, BM vuông AC. Đấy, thì từ hai cái này rõ ràng là cái thằng AC của tôi ấy vuông góc với mặt phẳng thứ hai cái thằng là OB và BM. Tức là mặt phẳng là OBM. Đấy, mà khi AC vuông OBM sẽ đến là gì? AC vuông với OM. Đây là 2. Nha, thế vậy từ 1 và 2. Nha, em nhìn cái đường OM này. Đường OM này. Đấy, vuông với hai thằng là OA, AB với AC. Thế vậy có phải OM nó sẽ vuông góc mặt phẳng trước cả AB và AC không? Từ đây tôi suy ra là OM sẽ vuông góc mặt phẳng là ABC. Đấy, OM vuông góc mặt ABC. Anh ấy khác là M là hình chiếu của O ấy. M sẽ là hình chiếu của O xuống mặt phẳng ABC. Đây là một điều rất quan trọng. Nha, OM vuông ABC là một điều rất quan trọng. Đấy, mà khi nó vuông với ABC ấy, thì bạn có thể bạn thấy lên điều này này. Đó là rõ ràng là cái vector OM ấy nó sẽ là vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC. Tại vì nó vuông góc mà. Đúng nào? Đấy, vì nó vuông góc nên OM hiển nhiên là vector pháp tuyến của ABC. Được chưa? Nào, vậy mặt phẳng ABC thì đi qua các điểm ABC này hoặc là đi qua M này. Về phương diện điểm nhá. Nó đi qua M thì là không nói rồi, M biết rồi. Thứ hai là vector OM đi qua là vector pháp tuyến thì mình tính OM thôi là xong. Nha, thế vậy với bài toán tổng quát này này, mình đúc kết là cái gì? Trong trường hợp mà nó cho cái mặt phẳng P này này, nó đi qua điểm M, đấy, và nó cắt, đấy, các cái trục tại ABC sao cho là gì? M là trực tâm giao các đường cao đấy của tam giác ABC. Thì khi người ta cho điều này, mình sẽ suy ra ngay một điều là mặt phẳng P của mình ấy nó sẽ đi qua M là vẫn ok này. Thứ hai là nó có vector pháp tuyến N của nó chính bằng vector OM luôn. Ok chưa? Tức là đây sẽ là ra cách giải quyết của mình. Sau này khi gặp bài này thì các bạn cứ lấy luôn cái kết quả này ra mà dùng nhá. Thực ra là ai đã làm qua này thì mọi người đều hiểu được này hết và thừa nhận luôn với nhau. Chứ lúc đấy cũng không các bạn phải đi chứng minh lại cả cái đoạn này đâu. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ dùng luôn này cho nhanh. Bây giờ quay lại cái bài toán của mình vừa nãy. Bây giờ mình sẽ đi mình giải nó nhá. Dùng kết quả vừa rồi. Vector OM, thực ra vector OM thì chính bằng tọa độ của điểm M luôn. M chú O mà. Vậy ra là 1, 2, 5. Hay suy là N của mặt phẳng ABC. Tính bằng tọa độ 1, 2, 5. Lúc này mặt phẳng ABC của ta sẽ thỏa mãn này. Là đi qua M tọa độ là 1, 2, 5. Thứ hai là vector N ABC, vector pháp tuyến tọa độ cũng 1, 2, 5 luôn. Thì viết thôi. 1 nhân x trừ 1 cộng 2 nhân y trừ 2 cộng 5 nhân với z trừ 5 không. Vậy x cộng 2y cộng 5z trừ 1 trừ 4 nó là trừ 5, trừ 5 trừ 25 là trừ 30. Được chưa? Đấy, rõ ràng là khi ta đã chứng minh ra rồi thì mọi thứ nó quá là ngắn gọn, không còn gì. Được chưa? Đấy, kết quả đây. Chủ yếu là đến lúc gặp những câu này khi học đủ nhiều rồi và đủ lâu ấy, bắt đầu nó quên dần thì bạn liệu bạn còn nhớ cái này không? Đấy, cần nhớ kết quả này. Rồi nhá, ai xong hiểu rồi giơ tay nào.
Rồi, ok. Thế nhờ các thiên nhiên áp dụng cái nhỉ? Áp dụng này. Mặt bằng P đi qua M. Mà là trung tâm nó ra ABC. Đấy, yêu cầu là viết phương trình mặt phẳng P. Rồi em. Viết là vở đi. Tự viết đi xong ra kết kết quả nhá. Chốt cái kết quả đây nhá. Đây của mình sẽ ra gì đây? 3x 2y z trừ đi 14 trừ 14 bằng 0. Rồi, ok. Đấy là bài tập số 2. À, bài tập số 3 chứ. Giờ xong bài số 4 này. Chúng ta ghi đề bài. Cho cái mặt phẳng P đi qua điểm M. Tọa độ là 2 trừ 1, 3. Và cắt các cái trục OX, OY, OZ lần lượt tại A, B, C. Đấy, sao cho M lúc này nó không phải trực tâm nữa, nó là trọng tâm của tam giác ABC. Yêu cầu là viết phương trình mặt phẳng P. À, bây giờ cho các bạn thời gian suy nghĩ trước đã. Thầy chưa nói vội. Các bạn tự viết nào. Tìm cách tự viết trước nào. Nào, bài số 4 sao bài này dễ cực. Nhìn này. Chúng ta sẽ gọi các cái giao điểm với các cái trục ấy. Gọi các cái điểm ABC ấy. Điểm A tọa độ là A00. B tọa độ là 0B0. C tọa độ là 00C. Được chưa? Thì mình lý luận ở đây là vì rõ ràng là cái điểm M ấy tọa độ là 2 trừ 1 3. Đó là trọng tâm của cái tam giác ABC. Thế khi là trọng tâm thì có phải mình sẽ suy ra là à hoành độ thì bằng gì? Hoành cộng hoành chia 3. Đúng nào? Hoành độ của M ấy tức là 2 bằng hoành cộng hoành tức là gì đấy? A cộng 0 ấy. Tất cả trên 3. Tương tự như vậy nhé. Trừ 1 này. Bằng 0 cộng B cộng 0. Tất cả trên 3. Và cao độ là gì đây? 3. Bằng là 0 cộng 0 cộng C. Tất cả trên 3. Hay tương đương là ra là gì? A trên 3 thì bằng 2. B trên 3 thì bằng âm 1. Và C trên 3 thì bằng 3. Từ đó tính ngay là ABC. A bằng 6. B bằng trừ 3. Và C bằng 9. Ok chưa? Mà khi đã có cái này xong rồi thì mình rõ ràng mình suy ra luôn các điểm ABC. A tọa độ là 6, 0, 0. B tọa độ là 0, trừ 3, 0. Và C tọa độ là 0, 0, 9. Vậy ta suy ra ngay mặt P đi qua bọn này nhá. Đây là gì nhỉ? X trên 6 cộng Y trên trừ 3 cộng với Z trên 9 bằng 1. Được chưa nào? Và ta cũng chuyển luôn, tiện thể chuyển luôn nó về dạng phương trình tổng quát đi. Đa phần trong các đáp án thì nó như khi họ không viết ra cái dạng này đâu. Tại vì nó sẵn rồi mà. Không phải để nó khó khăn một tí nữa. Nào. Thế khi này xong mình quy đồng lên 6 trừ 3 với 9. Mỗi chung của ta sẽ lấy là để lấy là âm 18 nhá. Trừ 18 đi. Xong này nhân với 3. Nhân với trừ 3. Thằng thứ hai nhân với lại 6. Thằng thứ ba nhân với trừ 2. Vậy là chúng ta có thể tích chéo chuyển vế. Vậy vứt hết sang bên phải đi. 3x trừ 6y
cộng 2z trừ 18. Yeah, đây là kết quả cuối cùng của mình nhá. Về đây. Ok cho các em. Đấy, thực ra câu này là một câu không khó. Đấy, gọi sao điểm ra. Sau đó dựa vào cái thông tin về trọng tâm phát suy luôn ra ba dấu điểm thì. Ai hiểu câu này giơ tay nhá. Quy ok chưa? Rồi bây giờ cho các bạn câu tương tự này. Đúng không? Mình áp dụng cái. Nha, cho mặt phẳng P đi qua điểm G tọa độ là trừ 1, trừ 3, 2. Đấy, và nó cắt các cái trục OX, OY, OZ, A, B, C. Sao cho G là trọng tâm. Tham gia A, B, C. Yêu cầu là viết phương trình hoặc tập về. Rồi ok. Các bạn đây các bạn triển khai nào. Đến luôn nhá. Tôi kết quả ở đây nhá. Còn bằng P trong câu này thì ra là gì? 6X cộng 2Y trừ 3Z cộng 18 bằng 0. Được chưa? Ok. Nào bây giờ sang câu tiếp theo. Sẽ là bài số 4 rồi. Là bài số 5. Cho cái mặt phẳng P nó đi qua điểm A tọa độ là 111 và điểm B tọa độ là 022, đồng thời cắt các tia OX và OY lần lượt tại M với N sao cho OM bằng 2 lần ON. Yêu cầu là viết phương trình mặt phẳng P. Viết phương trình mặt phẳng P. Rồi, bây giờ với câu này thì tôi nhờ các bạn suy nghĩ. Dành khoảng 5 phút suy nghĩ trước đi ạ. 5 phút suy nghĩ. Gợi ý là đây chúng ta sẽ dùng phương trình mặt chắn nhá. Phương trình mặt chắn của cái mặt phẳng P này. Chưa câu này nhá. Với câu này thì chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta sẽ gọi các cái giao điểm với các cái trục thực cụ thể ở đây này, người ta có dùng từ là các cái tia, các tia với câu y tức là nó cắt ở phần dương các bạn nhé, cắt các tia có nghĩa là mình đang cắt ở cái miền dương các cái trục này, thế dẫn đến là các cái tọa độ đấy là sẽ mang dấu dương các bạn nhé, chứ nó không phải là nó có thể dương có thể âm đâu, mà nó chắc chắn nó phải dương. Còn nếu người ta vẫn dùng từ các trục ấy, trục thì có thể là gì vẫn âm được, nhưng mà đã cắt tia, tia OX mà tia OX nó sẽ là miền dương. Đấy, phân tích một chút ở cái chỗ đấy. Ý thứ nhất này, chúng ta sẽ gọi các cái điểm M, ví dụ là M00, N tọa độ là 0N0 và P tọa độ là 00P. Nhá. Đó là giao điểm của cái mặt phẳng P này
với các cái trục với các cái trục này Có thấy điểm P ở đâu vậy? hả? Không, mình cứ gọi thêm ra thôi. Dạ vâng. Mình gọi thêm để mình viết được phương trình mặt chắn đấy, vì nếu không có ba giao điểm thì không viết được. Trong đó ở đây nha, nó nói là cắt tia OX OY, có nghĩa là MN đấy phải dương, M này N lớn hơn không, ok chưa, MN lớn hơn không. Thì từ cái này suy ra là mặt phẳng P của chúng ta sẽ có phương trình là x trên m cộng y trên n cộng z trên p bằng 1. Ok, hãy chúng ta ra cái dạng tổng quát của nó đây. Tiếp theo là mình dùng các thông tin này, nó đi qua các cái điểm kia. Vì này, mặt phẳng P nó lại đi qua điểm A tọa độ là 111. Đấy, và điểm B tọa độ là 022. Chúng ta suy ra cái hệ đi. Nếu 11 thì x y z đều bằng 1, vậy là 1 trên m cộng 1 trên n cộng 1 trên p bằng 1. Và cái thứ hai là gì? 0 trên m. Chưa? 0 trên m 2 trên n 2 trên p bằng 1. Ok chưa? Tức là bạn đã được hai phương trình rồi. Được hai phương trình rồi. Thực ra với cái này tôi có thể suy ra một phát ra m luôn. Tôi cứ đánh số vào đây đã. 1 2. Và còn một thông tin nữa chưa dùng đây này. OM bằng 2 ON. Đấy, OM bằng 2 ON. Có nghĩa là gì? Cái độ dài gấp OM gấp đôi độ dài ON. Nha. Thì suy ra này. Bình thường mà nếu không phải là các tia ấy, thì chúng ta phải suy như này. Nếu không phải là các tia thì mình phải chia trị đối của m bằng 2 lần trị đối của n. Tuy nhiên vì nó là các tia nên các bạn bỏ trị đối đi. Bạn sẽ suy thẳng ra là m bằng 2n vì m dương mà. Đấy, m lại là dương. Thì đánh cái này thông tin này là giả thiết này là 3 đi. Thế là tôi bắt đầu tôi giải nhá. Ví dụ dùng cái 1 với 2 này, thì là từ cái 2 tôi suy ra 1 trên n 1 trên P bằng là 1 phần 2. Sau đó tôi thay cái này vào 1. Thay vào 1 thì 1 trên N và 1 trên P đây này. Thay vào đây. Như vậy là 1 trên M cộng 1 phần 2 bằng 1. Suy ra là 1 trên M bằng 1 phần 2. Vậy là M em bằng 2. Chứ? M bằng 2. Mà M là bằng 2N. Đấy, M bằng 2N dẫn đến là N của tôi là bằng 1. Được chưa? Sau đó thay nốt về để tìm nốt nốt P. Đấy, thay vào những cái kia cả. Thay vào cái nào cũng được. Ví dụ như thay vào đây thì mình sẽ thấy là tính 1 trên P trước nhá. Đấy, xong là suy ra 1 1 trên M cộng 1 trên N tức là 1 phần 2 cộng 1 1 trên P thì bằng 1. Hay suy ra là 1 trên P bằng là trừ 1 phần 2. Suy ra P của mình bằng trừ 2 nhá. Đấy, M xong này, N xong này, P xong này, đủ hết chưa? Đấy, thì từ đây mình rõ ràng mình suy ra mặt phẳng P rồi. X trên 2, cộng Y trên 1, Z trên trừ 2, bằng 1. Quy đồng lên. Cho mẫu là 2 đi. X cộng 2Y trừ Z trừ 2 bằng 0. Đấy, đây là phương trình mặt phẳng P này. Đấy, các bạn hiểu ý chưa? Đấy, chúng ta rõ ràng là bởi vì mình có ba cái mình cần tìm ba cái ẩn MNP nên là chúng ta sẽ tìm cách để đưa ra thành ba phương trình, đúng không? Ba ẩn ba phương trình là giải được mà. Rồi, bạn nào hiểu câu này giơ tay cái nào. Hiểu cách xử lý rồi. Thầy ơi, Ôi. cái đề bài thì nó cắt ở miền Dương, sao sao mình lại biết được như vậy vậy? Từ đây nhá. Mạnh hiểu cái này nhá. Một cái trục của nó đây này. Em hình dung một cái trục của nó như này. Ô ở đây nhá.
X ở đây thì tiêu X có phải là miền Dương không? À rồi. Nhá, Dương bên này mà, âm bên này. Còn nếu nó nói trục là vẫn có thể âm ấy là phải chia nhiều trường hợp luôn. Tức là nếu chỗ này mà trục ấy là chỗ này là phức tạp hơn này. Là cái chỗ này này nó sẽ phức tạp hơn, nó nhiều nhiều trường hợp hơn. Tức là m bằng 2n hoặc là m bằng trừ 2n. Đó. Nên nó có thể ra nhiều mặt phẳng khác nhau chứ không phải là một. Ở đây trên đây thì chỉ ra một kết quả thôi. Tức là cho trục à, cho tia là để là làm cho bài toán gọn hơn. Rồi, thế tương tự như vậy các bạn xử lý câu sau ở trong vở này. Áp dụng nha. Nó không giống hoàn toàn đâu nhưng mà nó tương tự. Cho cái mặt phẳng P. Đấy, nó đi qua điểm M. Tọa độ là 1, 3, trừ 2. Đấy, đồng thời cắt các cái tia OX, OY, OZ lần lượt tại A, B, C sao cho 4 lần OA bằng 2 lần OB và bằng OC. Yêu cầu là viết phương trình mặt phẳng P. Ok. Viết các bạn ơi. Xử lý nhá. Vẫn là như vừa nãy thôi. Sau khi gọi các cái giao điểm ra, X trên A này, Y trên B này, Z trên C chẳng hạn, ABC cũng được, MNP tùy, bằng 1. Sau khi có điểm M thì sẽ được là 1 trên A, 3 trên B, trừ đi 2 trên C, bằng 1. Và tiếp theo mình dùng cái thông tin là 4A ấy, 4OA bằng 2OB và bằng 3 bằng OC. Thì do nó là cắt tia hết, được chưa? Cắt tia hết đến là bằng, mình ra là 4A bằng 2B và bằng C. Thế vậy em rút hết ra một cái đi. Ví dụ chẳng hạn C là bằng 4A này, bằng B thì bằng 2A. Tiếp theo bạn lấy cái này bạn thế ngược lên lên trên đây. Yeah. Thế ngược lên thì lúc sau giải ra A bằng 2, B bằng 4 và C bằng 8. Đấy, vậy được phương trình P X trên 2 cộng Y trên 4 Z trên 8 bằng 1. Nếu chúng ta đưa phương trình tổng quát sẽ ra được là gì? Đưa mẫu chung đây là 8 nhá, 4x cộng 2y z trừ đi 8 bằng 0. Được chưa? Đấy, và nhớ là bài này có thể cho phức tạp hơn, đó là người ta sẽ đẩy cho mình cái này không phải là tia nữa nhá. Nó không phải là tia đâu. Lưu ý người ta sẽ cho mức độ khó hơn là không phải là tia nữa mà người ta cho là ghi là trục thôi. Trục thôi. Thì lúc này nó sẽ ra cái này nó có trị tuyệt đối. Nhá, thế trị đối ví dụ là 4 lần trị đối A bằng 2 lần trị đối B bằng trị đối C. Đấy thì các bạn chia ra các khả năng có thể xảy ra. Ngoài cái việc là 4A bằng 2B bằng C ấy, thì bắt đầu mình đan các cái dấu cộng dấu trừ vào đấy. Một là bằng dấu nhau hết. Hai là gì? Có hai thằng là dấu khác một thằng còn lại. Kiểu như thế. Và nó phân bổ, nó đảo ra các trường hợp khác nhau. Thì bây giờ chúng ta giải ra ngồi. Tất nhiên trong những trường hợp đấy ấy, có những trường hợp theo khi em thế vào ấy nó bị vô lý nhá, có những trường hợp theo khi thế vào nó vô lý đấy, nhưng mà vẫn phải thử hết các cái trường hợp đấy. Rồi, ai nắm được hết cái câu này rồi giơ tay nào. Đấy, câu ta vừa chữa xong đấy, cái mức độ cái bài cho phương trình mặt chắn này thực ra còn nữa, chúng ta có một số cái bài liên quan đến thực trị nữa. Ví dụ để cho cái thể tích tứ diện hay là diện tích cái thứ lớn nhất nhỏ nhất ấy. Đấy thì cũng là một cái bài có thể hỏi. Thì hôm sau mình sẽ nói thêm nhé. Rồi ok. Em chụp và ghi nhá. Bài về nhà thì xem trên nhóm mình chúng ta giải thôi. Làm thôi nhá. Lớp nghỉ đi.